Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog. Mình là Nhã, còn người cầm máy quay mình là Toàn nha mọi người. Ngày hôm nay á mọi người, thì sáng á mình có gọi là mình có cái group riêng. Cái group đó nó sẽ gọi là có những cái anh em nào mà gọi là thực hiện màn tròn trong cái clip này nè mọi người, mình mời vô cái group đó hết hồi sáng rồi. Chị thâm lắm. Mình đã phổ biến hết một cái gọi là cái màn tròn để cho anh Phương rồi nha mọi người. Hôm nay mấy anh em mình sẽ xử quê anh Phương nha. Sẽ cho ảnh gọi là bị oan ức mà nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không bao giờ gỡ được tội nha mọi người. Chị ác lắm. Thì trên tay mình đang cầm là một cái cục hàng. Nó cục hàng này là do mấy anh em mình thiết kế cho anh Phương nha mọi người. Thì nói chung là bên trong cục hàng này á, nó sẽ là một cái món đồ mà rất rất là nhạy cảm. Thì món đồ đó liên quan tới 18 cặp. Nhưng mà một hồi mình sẽ dùng cái món quà này để mình thực hiện một cái màn tròn để mình tròn anh Phương nha. Thì ở chổng á, mấy anh em ở chổng á, nói chung là quay lén anh Phương ở chổng rồi mọi người. Mình lén lén đi ra đây là mình nhá nhanh ở chổng rồi, bắt đầu ở chổng là chuẩn bị quay lén rồi đó. Bây giờ mình với Toàn sẽ ra ngoài đây, mình lấy cái điện thoại mình điện cho anh Phương nha mọi người. Mà bây giờ alo, alo, anh có đơn hàng, anh có đơn hàng, anh có đơn hàng không đồng, hợp vào okay. Mình giống bị bệnh. Để mình điện nha mọi người ơi. Cái sim này của anh Toàn là sim 2 của nó mọi người. Mày đợi xa ra đừng đi gần. Alo. Alo, dạ, cho hỏi gì vậy? Em shipper đâu? Dạ, alo. Anh phải anh Phương không ở đâu? Dạ phải. Dạ phải. Em shipper. Anh có đơn hàng không đồng. Em giao tới chỗ mình ra nhận hàng giùm em nha. Ủa sao anh biết anh em giao hay vậy? Ủa sao anh biết anh em giao hay vậy? Ờ anh đặt cho địa chỉ mà. Ủa em có đặt đơn hàng nào không? Không đồng á anh. Không đồng ở đây. Anh hành tống trước rồi sao? Ôi giờ em có đơn nữa rồi, giờ em để mày trước cái hẻm anh lấy bạn. Rồi cảm ơn, để mày em coi. Dạ 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 dạ. Em cảm ơn anh. Rồi rồi. Tao để hàng ở đây nè. Có chỗ núp rồi. Trời giờ để mình với Toàn kiếm chỗ núp rồi để cái đơn hàng ở đây cho anh Phương nha mọi người. Rồi hả? Rồi hả? Cái gì? Hàng không đồng. Hàng hả? Lấy anh xăng xe rồi sao? Không động mà anh. Không động đó tính tiền không? Điện lại một chiều điện mình được, mình điện không được. Cái đó sợ kiểu cái công ty á, nó có cái máy sẵn nha. Cái điện tới còn mà không phải, nhưng mà nó không có địa chỉ giống như giao hàng trắng. Cái hàng đồng này nghi rất là hàng đồng nó đâu cứ ấy địa chỉ làm gì, tôi ra tầm 7 tầm bả trong đây có gì chết luôn rồi, biết phải của mình không á. Biết địa chỉ anh rồi nó ấy thôi, không đồng ở đâu có kiểu mà chắc là chi ăn. Cái đồ tặng anh ơi. Anh có thường đặt ở đâu nhiều không? Đặt shopee hay? Anh đặt shopee nhiều quá, chở người ta kia ăn khách hàng cho anh đó. Không sao trời. Đặt shopee thường nó có mấy cái đơn hàng không đồng tặng. Mỗi lần một chiều sao để nó có được chứ. Trừ khi nó kiểu sao ta? Không phải là một chiều là nó tổng đài vậy đó. Tổng đài của shopee vậy đó, điện cái một rồi thôi á. Tại vì tôi gặp trường hợp này không vậy? Gửi đồ cho mình mà không có ghi địa chỉ, không có gì chứ. Em quậy vậy?
Tôi chuyện đơn hàng không đồng. Anh điện lại anh xác nhận thêm lần nữa là phải của mình thôi. Phương thì mà anh phải xác nhận, anh là người xác nhận nó mới giao nha, chứ không xác nhận sao giao được. Tôi cứ hỏi anh mà. Nhưng mà anh điện lại không được. Anh lấy hãng đâu ạ? Hàng chỗ cứ đi gấp thôi. Được cứ đầu hẹn chứ. Em nãy giờ em đi bắn rồi, vòng vòng đâu thấy. Nãy em có thấy thằng shipper nó vô. Anh mới cái đợt nó vô. Đúng rồi, nãy em có thấy người chạy vô. Chạy vô tới cái đầu cô cái đứng đứng rồi cái đi về rồi. Shipper đang ngoài không, mà shipper này lạ lạ. Thường là có bản code đây nè. Không, mà shipper lạ lắm. Kiểu như không có cái hùng hàng rồi sao, không phải bên giao hàng nào chứ á. Là sao? Em không biết kêu rồi mấy hùng hàng người ta đang để kho. Tôi ra hàng trắng cái con dấu tay có sẵn luôn. Trời. Trời anh đặt của anh đặt ha, người ta không biết gì, người ta biết số điện thoại anh mà ta điện anh giao anh. Tại chợ anh ghi giao mấy tôi. Lấy cái kéo trên kè trên bếp rồi sang. Biết ba này cái gì. Không được anh phải đặt người ta mới giao được chứ. Có thông tin của anh chứ. Trời ơi đâm vô cái đầu luôn. Tôi thử đi. Anh đặt nhiều kia quên á. Hoặc là mấy cái đơn hàng anh đặt nhiều ngày quá nó chưa giao anh quên. Còn kho. Trời tới bữa nay rồi nó giao rồi anh quên á. Chỉ tàu mình lá gì vậy. Trời ơi. Hôm nay ăn gì anh em? Nay cho Sang nấu cơm ăn đi. Sang nấu cơm ha. Sang chỗ tài đầu bếp đi. Anh mua dao rồi kia đi gần á. À, có dựng như mua đồ xịt tổn đúng không? Có đồ gì vậy? Mua gì mà lâu quá rồi kiểu như vậy. Gì vậy? 290.000 gì anh có đặt đâu. Cái gì vậy? Rồi. Trời ơi cái quân què dĩ dây ba chiều chiều rồi hãy rút kiếm ra rồi nhào vô đánh lại. Cho điện shipper coi. Chế nhỏng gì hả mày? Đừng có cười anh, đừng có cười anh. Đừng có cười. Chú điên rồi nhá. Chú điên rồi nhá. Chú điên rồi. Đặt xài để nhà đến Phương. Ủa đặt gì hả? Đem kem nhà đến Phương, anh đặt anh xài. Trời cười anh ngại đi. Mày đừng có nói với anh nữa. Cười anh ngại. Không có rồi à. Đem về đến Phương, thiệt á. Quay lại về. Mà Hồng nhẫn mới chịu à, nhẫn mới chịu à. Chú điên. Đồ đặt vô cây. Ôi, có gung luôn đó kìa. Thôi, của anh rồi. Gung luôn gã này chứ bảo bên hàng. Gung dây ben. Anh đàn ông rồi, anh đặt này làm gì ông nội. Ừ. Ai biết được trời. Ủa đồ của anh mà. Có vợ của con rồi ba. Có vợ con thì lâu lâu tìm một khoái cảm khác. Trời ơi. Nó vậy đi, sử dụng chọc tôi hoài. Sử dụng như ba. Sử dụng như ba. Chứ anh đặt sử dụng với ai rồi. Mày đặt ngại kìa. Ngại kìa. Ôi trời ơi. Nhu cầu nó yếu ảnh mà. Bỏ vô ba lô đi, mấy em không chọc anh nữa. Anh không có. Anh bỏ vô ba lô đi, mấy em không chọc nữa, thiệt không? Chị bỏ vô ba lô giùm ảnh nha. Quánh à, anh quánh à. Nè, bỏ vô ba lô. Nhu cầu yếu ta. Gì anh? Quánh là anh trả rồi, để quay trước rồi ông nội ơi. Hẹn mà. Đúng rồi, biết vậy thôi, đừng nói rồi, chọc anh nhiều khi anh ngại. Xử lý của anh mà. Đúng rồi. Xử lý ông nội. Wow. Anh đặt vậy anh xài anh tiền nó gửi lộn cái này nè. Đây đây. Không mà em gửi lộn kỳ cực cái này nhiêu tiền thiệt. Ai biết nổi mẹ có 290 anh mới nói 290. Ừ. Anh mới nói. Anh 290 anh thanh toán rồi tao giao không đồ. Ê, con có đặt cái chơi mấy nha. Có cắn cắn ở đây. Sao vậy? Cái món đồ này á giá tiền 290 mà ảnh lại nhận cái đơn hàng không đồng. Tức là ảnh thanh toán rồi. Không phải. Anh sợ người yêu anh rằng. Người yêu anh rằng. Trời ơi. Không lẽ nào đây là sự thật? Người yêu anh chẳng đấy à? Người yêu là sao? Người yêu là sao? Giòn hay đâu đó tặng về cho anh để sử dụng. Yêu nữ hay là cái này của nam chứ sao nữ? Nữ thì gửi khác rồi. Lao ơi, điểm hoài cái này ơi. Không có, không có, không có.
Thôi Phương ơi, có gì nói chứ. Cái vợ của con hả cha ơi? Mà. Dạ anh biết, dạ anh buồn lắm á anh Phương. Biết chịu lỗi. Không, bây giờ, ví dụ là thôi. Nè, ví dụ nè, em nói anh nè. Anh nói là của anh đặt về anh sử dụng. Anh nói là không có. Anh sử dụng thì không sao. Sao không á? Con này ghê, anh tặng nhiều khi nam, tặng ừ. Nữ dụng gì? Ngại vậy anh. Anh nói là lâu á. Anh hành động trước rồi, anh cho bỏ anh quên á. Nói gì? Chị Ngọc,
Ừ, tháo ra coi coi em cửa mua cái gì, nó lạ lạ. Bỏ mua cái gì vậy? Uống trời. Mấy là ba con Phương nè. Ôi. Trời ơi, mày đừng có đưa vậy. Phải tham luôn. Cái lái con cái này không có được. Ừ, quên nữa. Cái gì Ngọc á? Ừ, ba con cũng này nè, chụp này nè. Chụp này nè. Chụp cái gì Ngọc. Đó phải của anh đâu. Ừ, lấy vợ anh không tin lên. Đúng rồi. Cứ mặt lại cho mặt ảnh đó nha. Rồi, gửi gửi chị Ngọc đi. Không có. Nó chơi chứ anh có anh nhận điện thoại của mấy em không có đọc anh nữa. Nó không có là ê, ê, cái này nó có rung trên đầu nè. Có rung cái gì đó là rung mà anh phải cảm nè. Có gì cảm lắm. Bữa nay cũng 6 tiếng rồi không? Dữ vậy? Tiên tàu đúng không? Trời ơi. Anh Phương chỉ em cái này xài sao anh Phương? Xài nó qua. Tiên tàu chữ kìa. Trời ơi, cái chữ nó cũng có hình nữa. Hay, anh Phương nghiên cứu mấy này hay. Tiên tàu anh Phương hay xài mấy cái đồ nước ngoài phải không? Chịu. Kìa. Ôi. Ủa sao vậy? Mà tại của ảnh mà gửi thiệt cái đó ở đâu? Ờ đúng rồi. Gửi gì Ngọc mà có ở đâu? Gửi gì? Phải của anh rồi gửi, tùm lum mà lái vậy. Ủa của anh sợ gì? Phải của anh rồi. Anh đặt không phải của anh, con hiểu làm sao? Mà anh đặt không phải của anh. Rồi shipper cho anh rồi đặt. Nè, shipper rồi. Anh về đi. Anh về đi. Em gì đó. Ôi, sao kìa? Dục luôn rồi kìa. Anh thí phạm anh. Trời ơi, tiền đẩy anh 200 mấy 300 ngàn của anh rồi anh dục Phương. Không á, anh dục. Anh đi đâu hả? Chạy ra lùm lại á. Thôi, 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 thôi. Không, mà lấy vào chứ. À, lấy vào kẹp á. Vào kẹp, vô hẳn vô cái, nháy vô túi. Thôi, vô túi lết à. Nói chung là mấy anh em cũng cầm hết á. Thôi, lên chồng anh. Để lấy này về đi. Không có, rồi tự nhiên cái có tịch cục địch thì chạy về. Còn bên này đâu, nó màu đỏ con gấu rồi đi. Nó màu đỏ con gấu rồi. Trời ơi. Ê, không lấy con vò cái giúp nha. Ê, ê, ê. Ờ. Mấy rồi. Ra ngoài được phải chặn đường shipper lại lấy thêm cái mới nha. À? Anh đỏ mặt cái trời mọi người, mặt mà anh đỏ quét cái trời mọi người. Hả? Sao anh chửi? Anh không có chửi. Kiểu anh nào giờ anh có chửi đâu mà giờ kêu anh chửi. Anh nói thiệt gì á? Gì ba? Gì đó. Em chính là người đi mua mà em biết mà. Thì đó. Gặp tao là... Như lá mua thịt vậy mình cho nó mà. Ừ, tự nhiên. Ai bây giờ khỏi nói anh nghe luôn hả? Khỏi luôn đi. Khỏi luôn hả? Giấu cho anh coi. Giấu đi nào anh biết anh biết luôn. Đúng rồi. Nào coi clip biết hả? Coi clip thử. Còn không để đây tới tối anh có điện em nói. Không có gì thôi. Ừ, để anh phản ứng chút xíu đi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết màn cho anh nha mọi người. Nãy là mấy anh em mình mua để cho anh Phương nha. Ê. Dục nha, không ai lấy về xài. Cái gì vậy bà nội? Không mày lấy á. Anh Dục chính cát rồi nha. Không mày lấy á. Lấy gì bà? Gì? Lấy em làm gì? Ai biết cái gâu của bác mày cười. Khoan. Dính cát rồi nha, không ai lấy về xài. Khoan, bây giờ Phan hả điện nha anh điện Phan bắt máy trở về vậy hết chứ vợ anh đi. Cái đó dính cát nha, ai xài vậy bị diêm. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video mấy anh em mình nha. Nếu thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ mấy anh em mình làm nhiều màn trâu hơn nữa nha. Còn về chào tạm biệt mọi người á. Bye bye.